Dạ rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình là Quang Lê TV, mình sẽ trò chuyện với anh thạc sĩ Michael Tâm Nguyễn. Mình sẽ trò chuyện về cái vấn đề này. Có rất là nhiều anh chị, nhiều học viên của Học viện Bất động sản, rất là nhiều anh chị luôn. Những anh chị này là đang làm một cái nghề và nó đem lại cái tiền thu nhập cơ bản để mà gia đình là đủ sống và có thể có phần dư. Và những anh chị này thắc mắc, anh chị đó coi những clip của những cái channel riêng như là Quang Lê TV hoặc là cái channel riêng của anh thạc sĩ Michael Tâm Nguyễn và coi những cái clip và những cái tư duy và những cách thức đầu tư của Học viện Bất động sản, những anh chị này mới nghĩ rằng ồ, mình phải đi theo cái hướng này, nó mới thể giúp mình tự do thời gian, tự do tài chính. Đúng, anh chị này ghi nhận là những cái tư duy này rất là đúng, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là bây giờ các anh chị đang quá bận rộn với những cái công việc hiện tại của mình, rất là bận rộn, tại vì bây giờ nếu như mà nghỉ ngang là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái kinh tế của gia đình. Thì anh chị mới hỏi Học viện Bất động sản là bây giờ có cách thức nào để mà vẫn làm được cái công việc đó, và cách thức nào để mà chuyển dần dần qua bên phía bên phải của Kim Tứ Đồ là người làm chủ và nhà đầu tư đó. Thì hôm nay mình và anh Michael Tâm Nguyễn sẽ đào sâu về vấn đề này, tại vì chính anh Michael Tâm Nguyễn đã từng là một người làm công và một người làm tư, và bản thân mình cũng vậy, cũng từ làm công và làm tư, ai cũng vậy cả. Chỉ có những người nào mà trẻ ra có một cái xuất phát điểm là đã có một gia đình hậu thuẫn, là cái người cha giàu đó, người ta có cái kiến thức về tài chính và có vốn, thì những người này mới có thể nghĩ ngang, nghĩ cái bụp mà qua được. Rồi thì bây giờ mình sẽ đào sâu vấn đề là đang làm công, đang làm tư, bây giờ làm sao để mà an toàn về cái dòng tiền cho gia đình mà vẫn có thể chuyển dần qua phía bên phải của Kim Tứ Đồ. Rồi thì em sẽ hỏi ý kiến của anh Tâm trước về vấn đề này. Anh xin mời anh Tâm cho ý kiến. Cảm ơn Quang Lê, xin chào quý vị và các bạn. Thì cái câu hỏi này mình cũng được đặt cũng khá là nhiều lần rồi các bạn. Thì mình chia sẻ nhiều cho những các bạn mà học viên của mình, mà những cái lớp offline của mình á, thì mình cũng có dạy những lớp offline cho những các bạn ở bên Úc này. Thì như thế này, mình nói á, thì ai cũng muốn, tất nhiên là những người mà làm công á các bạn, nếu mà họ lương thấp á thì người ta kêu người ta nghỉ việc, cái người ta nghỉ việc liền rồi. Nhưng mà khi người ta lương cao á, người ta nghỉ việc người ta sẽ ngán. Tại sao? Nghỉ việc là họ sẽ bị chơi vơi các bạn, cái công ăn việc làm của người ta nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái gia đình của người ta. Và khi người ta nghỉ việc vậy á, giống như các bạn cứ nghĩ đi, người ta ngồi cái ghế đó lâu năm rồi, người ta cũng thấy rất là an toàn này mình để trong hoặc kép nha. Mình cảm giác là mấy cái người đó, người ta cảm giác là ok, sao tôi lại đi bỏ việc. Mà các bạn, mình chia sẻ luôn, mình đã từng bỏ việc một cái công việc của mình, lương cả 100,000 một năm vẫn bỏ việc các bạn. Lý do là cái công việc đó ngốn rất là nhiều thời gian của mình, và thứ hai không những 8 tiếng một ngày, và về nhà mình còn phải suy nghĩ về cái chuyện đó nữa. Rồi thứ bảy có khi đi làm thêm nữa các bạn, những ngày thường thỉnh thoảng là còn phải đi làm overtime nữa. Và các bạn, thì mình nói cái kinh nghiệm mình đã trải qua rất là nhiều năm rồi, mình mới thấy khi mà bạn tốn rất là nhiều thời gian đi làm cho một cái job nào đó thì coi như là bạn không có thời gian gì. Lúc đó là mình chưa có gia đình nha các bạn, là coi như là bạn không hề có thời gian để bạn, thậm chí bạn suy nghĩ làm cái gì để làm tư luôn á, là không hề có gì. Trong đầu mình luôn luôn có khát khao như vậy, nhưng mà không có cách nào để mình thay đổi được hết. Tại vì đi làm về, các bạn cứ thử nghĩ coi đúng không, đi làm về xong rồi còn sức nữa không? Đi làm về là oải lắm rồi, còn chưa tính chuyện nếu bạn xui xẻo đi về còn gặp kẹt xe, đi làm mà gặp kẹt xe, khi đi về cũng gặp kẹt xe, khói bụi mệt mỏi, rồi cái thời tiết ở bên Việt Nam nó rất là nóng nực, là lúc đó là muốn chỉ có đi tắm ăn rồi leo lên giường ngủ. Đó các bạn, cứ theo giống như một con thiêu thân hoặc là giống như một con zombie, sáng xách cặp tới chỗ làm về đi làm vậy. Tất nhiên là mỗi ngày thì cái lương thu nhập của bạn nó tăng lên, nhưng mà có vấn đề ở đây á là bạn cần phải để cho cơ thể của mình có thời gian để mà nó refresh lại, nó thoải mái, nó khỏe mạnh. Và thứ hai nữa là nó có thời gian suy nghĩ để làm những cái chuyện có nhiều tiền hơn các bạn. Ở ngoài kia người ta làm được, tại sao mình không làm được? Thì mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ, suy nghĩ như vậy. Và mình quyết định một ngày đó, mình quyết định là thôi bây giờ mình làm full time vậy, mình sẽ lên mình nói chuyện với ông boss mình. Mình nói thôi bây giờ tôi không làm full time nữa, bây giờ công việc nó như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn làm part time thôi. Coi ý kiến của người ta như thế nào các bạn. Thay vì bạn làm một ngày 8 tiếng thì bây giờ bạn làm một tuần 5 ngày, thì bây giờ bạn làm cũng một ngày 8 tiếng nhưng mà chỉ làm 2 ngày rưỡi thôi. Không làm full time, chỉ làm part time thôi. Nếu bạn có khả năng như vậy thì bạn nói chuyện với người ta làm part time thôi. Còn nếu người ta không cho thì lúc đó bạn quyết định tính tới phương án số 2. Nếu bạn còn giỏi nữa, các bạn còn có khả năng nữa thì bạn ra bạn làm tư. Bạn nhận những cái contract, bạn làm thêm. Ví dụ như bạn làm lĩnh vực IT, bạn cũng thể lên trên mạng lấy những cái contract về bạn làm, viết phần mềm, viết lập website vẫn được các bạn. Hoặc là bạn làm về kế toán thì bạn có thể nhận những cái công trình kế toán, những cái kế toán của những cái doanh nghiệp bạn về bạn làm riêng. Hoặc là bạn làm nghề môi giới bất động sản, hay bạn làm bất cứ nghề gì, bạn cũng có khả năng để ra làm tư hết các bạn, nếu mà bạn làm trong lĩnh vực đó nhiều năm. Hoặc là bạn làm lĩnh vực bán hàng thì càng dễ cho bạn nữa đó các bạn.
hãy cố gắng chuyển từ việc làm full time là việc làm toàn thời gian qua việc làm bán thời gian. Sau một thời gian bạn có thời gian 20 tiếng mỗi tuần, rảnh thời gian rồi đó, bạn có thời gian bạn ngồi lại bạn nghiệm lại, có thời gian đó bạn đi đây đi đó, có thời gian để bạn coi người ta làm ăn như thế nào, học những cái khóa học, và có thời gian đó để bạn có thể mà chiêm nghiệm lại, ok, cái thật sự cái công việc đó có thật sự là mình thích nó, mình đam mê nó, đó có phải là cái công việc, cái sứ mệnh của cuộc đời của bạn không, để bạn làm. Chứ nó thật ra mình thấy đa số là 90 mấy% là làm việc vì tiền rồi, mình nói thẳng với các bạn luôn, 90 mấy% làm việc vì tiền rồi. Có những người mà mình biết họ cực kỳ giỏi các bạn, họ nói là họ là bác sĩ, họ nói là sứ mệnh của cuộc đời họ là sinh ra làm bác sĩ để chữa bệnh cho đời. Cứ mình hỏi họ bây giờ, nếu mà bây giờ anh thật sự đó là sứ mệnh của cuộc đời anh, vậy bây giờ anh làm việc đừng có lấy tiền đi, coi coi đúng không? Cái nói không được, tôi làm phải lấy tiền, mà có một phần làm việc vì tiền nữa đó các bạn. Nói cái đó là sứ mệnh của cuộc đời bạn thì đừng có lấy tiền đó, đúng không? Đó, nếu bạn thật sự nói đó là sứ mệnh của cuộc đời bạn thì đừng có thèm quan tâm tới tiền đó. Mình nói như vậy thì các bạn cứ thử nghĩ coi, nếu cái đó thật sự là sứ mệnh của cuộc đời bạn thì chúc mừng, là các bạn sinh ra để mà làm thầy thuốc, để mà cứu giúp cho những cái tính mạng của con người. Hoặc bạn sinh ra làm người giáo viên thì bạn sẽ, sứ mệnh của cuộc đời bạn là truyền kiến thức cho những cái em học sinh, giúp cho những cái thế hệ con, thế hệ cháu, những thế hệ đi sau của các bạn nó thành công, thì cũng đừng có quan tâm đến tiền. Thì nói như vậy mới đúng là sứ mệnh của cuộc đời. Còn mình quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là bạn hãy cố gắng làm sao từ việc làm full time giảm xuống để làm part time, bán thời gian thôi. Có thể giảm xuống nữa, chỉ cần có một quyển sách nó ghi là tuần làm việc 4 tiếng đồng hồ thôi các bạn, của tác giả là Timothy đó các bạn. Thì các bạn nào đọc cuốn sách đó cũng đó có dịch ra Việt ngữ rồi, thì các bạn có rất là may mắn cuốn sách đó, ông đó ông chỉ cho các bạn có thể là chuyển hết công việc cho người khác làm. Có nghĩa là từ bên Mỹ, Úc, Canada, lương của bên này rất là cao, thì bây giờ mình tìm một cái người assistant mình cho những chỗ khác để mà người ta giúp mình ở Malaysia, Indonesia, những cái nước mà thu nhập thấp đó các bạn, chuyển hết cho người ta làm cái gì mình có thể nhượng lại cho những người khác làm, cố gắng chuyển hết để cho mình rảnh. Khi mà bạn rảnh rồi đó thì bạn mới có thời gian bạn suy nghĩ mới có được những cái dự án để bạn làm, mới có được nhiều tiền các bạn. Chứ bạn nghĩ đi, một cái người mà bận rộn, có một quyển sách nó nói về vấn đề này, người càng bận rộn là càng nghèo, người nào càng rảnh là người đó càng giàu. Thôi các bạn, cái này mình nói này thì các bạn có thể nói là mình nói cũng có đúng cũng có sai, nhưng mà các bạn hãy nhìn vào cái mặt tích cực của nó, các bạn sẽ thấy là các bạn cứ suy nghĩ đi, của cuộc đời của bạn, các bạn nghĩ khi mà bạn mà đi làm một ngày 12 tiếng hoặc là làm một ngày 8 tiếng thì bạn thấy đi, có thời gian còn lại của bạn để làm gì nữa, chưa tính ở bên Việt Nam còn nghỉ trưa 2 tiếng nữa các bạn, thì đó là thành 10 tiếng rồi. Thời gian đâu nữa, sáng sớm thức dậy khoảng 6-7 giờ, 6 giờ mấy thức dậy rồi bắt đầu ăn sáng xong cái đi làm, 8 giờ vô công sở, 11 giờ mấy ra về, rồi xong nghỉ trưa tới 1:30 quay lại làm tới 5 giờ chiều, trời chiều về trời tối rồi đi ngủ đó các bạn. Cứ xoay đi xoay lại như vậy, các bạn có thật sự hạnh phúc với cuộc đời như vậy không? Hoặc là có những người làm giáo viên như mình biết thì dậy thêm buổi tối nữa, lại 2-3 tiếng nữa, rồi thứ bảy chủ nhật lại dậy nữa, cuối cùng là cuộc đời là cứ ngồi đó dậy hoài. Như vậy thì thời gian đâu ra mà dành cho mình, và thời gian đâu ra để đi đầu tư, thời gian đâu ra để học hỏi, để biết được kiến thức về đầu tư, thời gian đâu ra để mà làm chủ các bạn. Đó, mình chia sẻ với lại quý vị và các bạn câu chuyện như vậy thì đó là giải pháp của mình. Các bạn hãy giảm cái giờ làm xuống, bạn phải cố gắng nói chuyện với lại cái công ty của các bạn, hoặc là cái cơ sở kinh doanh của các bạn, hoặc là cái doanh nghiệp của các bạn, hoặc là một cái tổ chức nào đó để cho các bạn giảm cái giờ làm xuống để còn có thời gian. Thực sự khi giảm giờ làm xuống chắc chắn là lương của các bạn nó sẽ giảm theo. Nhưng các bạn cứ nghĩ đi, nên đầu tư cái ban đầu cái thời gian như vậy để các bạn có được cái số tiền khủng về sau. Chứ các bạn cứ tiếp tục bám như vậy thì các bạn dư sức biết rồi, bao lâu các bạn được nâng một bậc lương, bao lâu các bạn có thể tăng được cái số lương của bạn lên. Bạn cứ thử nghĩ coi, 2 năm, 3 năm, 4 năm hay là 5 năm mới được tăng lên một chút xíu. Đó các bạn, thì các bạn thử nghĩ nếu các bạn đầu tư một cái dự án thành công thì nó đem lại cho bạn thu nhập biết bao nhiêu tiền. Rồi, Quang Lê có chia sẻ bổ sung gì không? Thì Quang Lê chia sẻ cho quý vị khán giả biết. Dạ rồi, cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ. Thì mình sẽ nói thêm một vài vấn đề như thế này. Anh Tâm có nói là cái gì đó là sứ mệnh của các bạn, thì các bạn đừng có làm vì tiền. Ý ở đây á, nghĩa là các bạn hãy lấy những cái lương cơ bản thôi. À, loại như là nếu như các bạn những thầy giáo đúng không, thì đừng có kiểu như đi học sinh để được học sinh phải đi học thêm rồi phải lấy thêm tiền đó. Nếu như mà các anh chị nói là sứ mệnh mà tại sao có nhiều cái người lại như vậy, rồi nếu như là bác sĩ thì hãy chữa bệnh cho bệnh nhân hết mình đi, tại sao phải làm kiểu này làm kiểu nọ để lại có thêm thu nhập đó, cái đó không phải là sứ mệnh, cái đó là làm vì tiền đó. Ý anh Tâm là như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai mình muốn nói đây á, anh Tâm đã từng bỏ một công việc trên 100.000 đô để mà
lập nghiệp, để mà khởi nghiệp, để mà đầu tư kinh doanh. Mình nói với cả nhà như thế này nè, đối với mình khi mà mình ra đường á, mình gặp một người á, mà cái lương người ta 100,000 đô một năm mình thấy bình thường á, đối với mình hết sức bình thường. Tại vì sao? 100,000 đô một năm trừ đi thuế còn bao nhiêu, mà 100,000 đô một năm đó, một tuần một năm người ta phải làm bao nhiêu thời gian, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần để người ta được 100,000. Còn đối với bản thân những người đầu tư mà những người dùng tiền để ra tiền á, vài chục ngàn hay vài trăm ngàn, người ta có những cách thức người ta kiếm được mà người ta không đổ ra rất là nhiều thời gian sức lực. Nhưng mà mình đã nói rồi, cái gì cũng vậy, nó cần phải có bước chạy đà. Có nghĩa là các anh chị hãy giảm thiểu xuống, một tuần làm 40 tiếng, thì bây giờ giảm xuống gần 20 tiếng, để 20 tiếng còn lại để tham gia những khóa học, tham gia chơi với những câu lạc bộ và đầu tư kinh doanh. Nói chung là mình phải trau dồi kiến thức của mình, lấy cái bước chạy đà, và sau đó là thử những cái kinh doanh nhỏ nhỏ, mở một cái quán cà phê, mở một cái gì đó để hiểu được cái cách vận hành, để hiểu được cái cách quản lý nhân viên là như thế nào, rồi đầu tư vô những mảnh đất nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ 300 triệu mua được mảnh đất nền, rất là đơn giản luôn, rất là đơn giản. Có những người người ta hỏi mình, ủa bây giờ đất lên cao quá rồi, bây giờ làm sao mà vô, không lúc nào vô cũng được đó. Mọi người phải hiểu được rằng dân số càng ngày càng tăng, đất như đó thôi. Ở thành phố hết được, nó qua vùng gần gần thành phố, gần gần thành phố đông quá, mắc quá, ra vùng gần gần hơn, xa xa hơn thành phố chút nữa, nó cứ vậy, nó đi xa ra. Vấn đề là mình phải hiểu được rằng cái quy hoạch ở chỗ đó là như thế nào, mình phải có cái tầm nhìn để mình đầu tư. Bây giờ đối với mình cầm 300 triệu mình mua được một mảnh đất gần 50-100 m² ở xung quanh phố Nha Trang này rất là đơn giản, nó không có gì khó đó. Nhưng mà mình biết được rằng 300 triệu đó chỉ còn một năm sau nó lên phải 300 triệu, 400 nhiều, buồn nó lên 500-600, không biết được. Nhưng mà mình khẳng định một điều rằng khi mà mình đã đầu tư bất động sản là trên 90-95% là nó đều tăng không ạ. Còn giả dụ bây giờ nó đứng là thế nào, mình cũng sẽ có cách thức để mình dùng người khác, dùng đòn bẩy tiền khác để trả cho cái khoản nợ ở tốt đó của mình đó, đó. Nó có đứng một năm, hai năm, thế nào năm thứ ba nó cũng lên. Mình lấy ví dụ như vậy. Và đến bây giờ mình đầu tư là gần như không có năm nào mà đứng lâu hết á. Tại vì khi mà các anh chị đã vô trong cái lĩnh vực này, các anh chị đã bỏ thời gian vô, cái gì cũng vậy nha các anh chị, vạn sự khởi đầu nan. Các anh chị đừng có thấy những người ta thành công, những người mà người ta làm được tiền là tự nhiên người ta được không, người ta phải trải ra qua rất là nhiều cái quá trình gọi là chày da chóc bẫy rồi người ta mới rút ra được những cái kinh nghiệm đó. Cho nên những anh chị nào nghĩ rằng á, những người giàu là nó đơn, người ta đơn giản để kiếm được tiền, không, người ta không hề đơn giản. Chỉ khi nào mà anh chị hiểu được rằng cái cách thức làm rồi á, thì nó mới đơn giản đó. Ví dụ như bây giờ á, mình muốn đi làm công ăn lương đúng không, mình phải học đại học ra, học ra xong rồi đi xin việc, nhiều khi không có connection cũng không có gần được việc nữa. Các bạn anh chị nào dám nói rằng ở Mỹ, Úc, Canada không có connection vẫn đi xin được việc không? Các anh chị cái nào khẳng định được đó không? Các bạn biết rằng đi làm nhà hàng nha, đi làm nail nha, connection mới được vô đó. Ý mình nói ở đây rằng ví dụ như cái tiệm nail đó nó là 3 chỗ, nhưng mà người quen của tiệm nail đó hết 3 người rồi thì lấy gì những người ngồi vô được nữa. Nó có connection hết nha, chứ không phải rằng các anh chị nói ở Việt Nam phải có mối quan hệ mới có việc làm đâu, không, ở đâu cũng vậy hết. Ở Việt Nam có thể rằng bạn không có bằng cấp mà bạn đi làm một cái công việc gì đó nó đòi hỏi bằng cấp thì bạn có thể vô, thì đó là một câu chuyện khác mình không nói. Nhưng mà ở đây mình nói rằng á, cái chuyện gì cũng vậy, kể cả làm công ăn lương, các anh chị phải mất thời gian chày da chóc bẫy, học từ cấp 1 lên cấp 3, rồi bắt đầu bị nhồi sọ những cái kiến thức và làm công ăn lương. Tại sao mình dùng từ nhồi? Tại vì cái kiến thức đó đối với những người đầu tư và những người kinh doanh đó, nó không hề bình thường. Đối với những người làm công và làm tư thì người ta nghĩ những cái tư duy đó là bình thường, nhưng mà những người mà đầu tư với người làm chủ như mình á, mình thấy nó không hề bình thường một chút nào đó. Tại vì anh chị bỏ thời gian nó quá nhiều, mà cái tiền lương như vậy á, cái công sức mình, các anh chị có nghĩ bao giờ là mình làm được bao lâu không? 5 năm, 10 năm, 20 năm không? Đó, thì mình được cái may mắn là từ cấp 3 là mình đã tiếp cận được những tư duy đó và mình đã lên một kế hoạch tài chính và mình thực hiện nó, mình mất gần 15, 20 năm mình mới thực hiện xong và mình bây giờ mới có thể có những nguồn thu nhập tự động và tự do thời gian như mình an tâm là phải trải qua 10 mấy năm rồi. Vậy rồi, thì mình sẽ chốt lại clip ngày hôm nay là các anh chị từng bước là như vậy, giảm xuống từ 40 tiếng còn 20 tiếng để mà có được cái tiền cơ bản cho gia đình, và dành 20 tiếng đó cộng với những ngày nghỉ học hỏi thêm để mà từ từ từng bước mình chuyển từ bên trái viên đồ, mình chuyển qua phía bên phải viên đồ. Nó mất gần từ 1 năm tới 5 năm tùy vào cái xuất phát điểm của anh chị như thế nào. Anh chị đã có được cái kiến thức cơ bản tài chính chưa? Đó, tùy người, có thể không mất nửa năm, có thể mất 5 năm, có thể mất người 10 năm. Nhưng mà cái sự mất mát đó nó đáng. Nó đáng mất 5 10 năm mà anh chị sẽ nghỉ hưu sớm hơn, và anh chị phải làm công ăn lương anh chị cũng mất 30 mấy năm. Đó, dạ rồi, xin cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ trong clip này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Rồi, ok, xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo của Học viện Bất động sản.